mừng các bạn đến với video thuộc chủ đề số 2 và thuộc bộ video số 33 của kênh Ruby Show. Và cũng là video thứ 2 mà mình đăng tải trong ngày hôm nay. Trong video thuộc chủ đề số 2 này thì chúng ta sẽ đến với thủ đô Bangkok của Thái Lan, cụ thể là tỉnh Chanthaburi trực thuộc thủ đô này. Cụ thể là chúng ta sẽ đến với hai địa điểm nghỉ dưỡng mới nổi gần đây, đó là thị trấn cùng tên là thị trấn Chanthaburi và vườn quốc gia Nam Tóc Phliều. Thực ra thì bài báo này được viết trong dịp trận chung kết AFF Cup 2022 đang diễn ra, để mà du khách đến Thái Lan xem thì có thể tranh thủ đi du lịch tham quan. Điều đó cũng có nghĩa là nếu mà mình dịch và đăng video này vào đúng dịp mùa xuân năm nay thì quả thật là một điều hoàn hảo. Nhưng mà cũng vì lý do mình phải luyện tập và làm việc khác nên là đến giờ, đến mùa hè thì mới có thể đăng tải bài báo này lên trong một video như thế này được, thì các bạn thông cảm nhé. Và mình nghĩ rằng đến bây giờ thì giá trị du lịch của hai địa điểm này vẫn còn y nguyên như là đầu năm nay, nên là các bạn có thể tham khảo những thông tin trong bài báo này để mà đi du lịch tham quan vào thời điểm này thì cũng không phải là muộn ha. Bài báo trong video hôm nay của chúng ta có tiêu đề là hai điểm nghỉ dưỡng mới nổi gần Bangkok. Mình đã dịch tiêu đề này qua tiếng Anh là Two Emerging Resorts Near Bangkok. Mình xin đọc lại tiêu đề này là Two Emerging Resorts Near Bangkok. Và ngay sau đây chúng ta sẽ bước vào phần số 2 của video này nhé. Hai điểm nghỉ dưỡng mới nổi gần Bangkok. Tỉnh Chanthaburi là địa điểm nghỉ dưỡng ngắn ngày lý tưởng cho những ai muốn rời thủ đô chật chội. Dưới đây là gợi ý của SCMP về hai điểm đến của tỉnh Chanthaburi đạt tiêu chí mới nổi và hấp dẫn, lý tưởng cho dịp nghỉ cuối tuần cũng như gần Bangkok để du khách có thể ghé thăm trong chuyến tham quan Thái Lan. Đây cũng là gợi ý cho khách Việt tới Thái Lan xem chung kết AFF Cup 2022 hay các chuyến du xuân. 1. Thị trấn Chanthaburi. Chanthaburi cách Bangkok khoảng 250 km là điểm nghỉ dưỡng cuối tuần, khu buôn bán đá quý ở thị trấn. Chanthaburi tập trung thợ kim hoàn, thợ cắt đá, người bán buôn và người bán lẻ. Khoảng 5 thế kỷ trước, nhiều người đã đến nơi này để tìm kiếm ngọc bích, hồng ngọc trải dài trên những ngọn đồi dãy núi. Không chỉ dân địa phương, những người đến đây tìm vận may còn từ Trung Quốc, Myanmar, Campuchia. Đó là lý do ngày nay thị trấn tuy nhỏ nhưng có cả một cộng đồng cư dân quốc tế. Du khách có thể thấy những viên đá quý chất đống trong những chiếc bát sứ bày trong quầy tại các cửa hàng. Thợ kim hoàn kiểm tra lại đá quý dưới kính lúp. Nhân viên bán hàng chào mời khách với những lời đề nghị giảm giá tới 30%. Ngoài khu vực bán đá quý, du khách có thể đi dọc sông Chanthaburi để ghé thăm các đền thờ. Chúng được các thương nhân giàu có khi đến vùng đất phía đông nam Thái Lan này quyên tiền xây dựng. Nằm đối diện sông về phía thượng nguồn là Chanthaburi, nơi có dãy nhà gỗ theo kiến trúc truyền thống. Hiện nay chúng được trưng dụng thành các quầy bán đồ ăn nhanh, trái cây, phục vụ khách.
bạn có thể tìm kiếm các loại hoa quả nổi tiếng của Thái Lan như măng cụt, nhãn, chôm chôm, sầu riêng. Khách sạn, nhà hàng phục vụ đồ Á, Âu. 2. Vườn quốc gia Nam Top Phliêu. Nếu ở tỉnh Chanthaburi trong 2 ngày, du khách có thể dành thời gian ngày tiếp theo để tham quan vườn quốc gia Nam Top Phliêu. Khu vực rộng 135 km2 này nằm trên những ngọn đồi trước kia từng là mỏ đá quý. Giá vé vào cổng là 200 baht, khoảng 140.000 đồng. Có thể đến đây bằng taxi hoặc xe máy thuê theo ngày. Vườn quốc gia có một bảo tháp được xây từ triều đại của vua Rama V 1853 đến 1910 để tưởng nhớ hoàng hậu Sunanda Kumariratana. Ngoài ra, Nam Top Phliêu còn có rừng núi, thác nước, nơi nhiều người dân địa phương thường đến tắm. Phóng viên của SCMP đến nơi này cũng bắt chước người dân ngâm mình trong làn nước mát lạnh của núi rừng và trong vắt. Cũng nhờ nước trong, khách có thể nhìn thấy cả những con cá chấm đen rỉa da chết. Theo đánh giá của khách quốc tế, đây là điểm thú vị của một chuyến đi lang thang. Ngoài ra, bạn có thể đi về phía đông khoảng 3 km, xuất phát từ thị trấn Chanthaburi để đến Wat Mangkon Buphram. Ngôi đền này được cho là anh em của đền Wat Mangkon Kamalawat ở khu Chinatown, Bangkok. Theo đánh giá của du khách, quần thể đền được vây quanh bởi dãy núi Sa Bác này giống như phim trường cổ trang ở Hồng Kông. Do đó, đây cũng là điểm đến hoàn hảo cho các du khách thích chụp ảnh check-in. Two emerging resorts near Bangkok. Chanthaburi Province, Thailand is an ideal short-term retreat for those looking to leave the cramped capital. Here are SCMP's suggestions for two destinations in Chanthaburi Province, Thailand that are emerging and attractive, ideal for a weekend getaway as well as being close to Bangkok for tourists to visit during their Thailand tour. These are also suggestions for Vietnamese visitors to Thailand to watch the 2022 AFF Cup Final or Spring Trips. 1. Chanthaburi Town. Chanthaburi Town, about 250 kilometers from Bangkok, is a weekend getaway, the gems trading area in Chanthaburi Town focuses on jewelers, stone cutters, wholesalers and retailers. About 5 centuries ago, many people came to this place in search of jade and rubies stretching over the hills and mountains. Not only local people, those who come here to find luck are also from China, Myanmar, Cambodia. That's why today the town is small but has an international community. Visitors can see precious stones piled up in porcelain bowls in the counter. In stores, jewelers re-examine gems under a magnifying glass. Salespeople greet customers with offers of up to 30% off. In addition to the gems trading area, visitors can go along the Chanthaburi River to visit the temples. They were raised money by wealthy merchants who came to this land in
southeastern Thailand to build, located opposite the river. Towards the upstream is Chantabun, where there is a row of traditional wooden houses. Currently, they are requisitioned into fast food and fruit stalls serving customers. You can find famous Thai fruits such as mangosteen, longan, rambutan, durian, hotels, restaurants serving Asian, European food. 2. Nam Tap Phleao National Park. If you stay in Chantaburi province for 2 days, you can spend the next day visiting Nam Tap Phleao National Park. This 135 square kilometer area is located in the hills that were once a gem mine. The entrance ticket price is 200 baht, about 140,000 VND. You can get here by taxi or motorbike rental by the day. The park has a stupa built during the reign of King Rama V in memory of Queen Sunanda Kumaritana. In addition, Nam Tap Phleao also has mountains, forests, waterfalls, where many locals often come to bathe. The reporter of SCMP who came to this place also imitated the people soaking in the cool and clear water of the mountains and forests. Thanks to the clear water, visitors can even see the black carp nibbling dead skin. According to international reviews, this is an interesting point of a hike. Alternatively, you can go east about 3 kilometers from Chantaburi town to reach Wat Mangkon Buphram. This temple is said to be the brother of Wat Mangkon Kamalawat in Chinatown, Bangkok. According to visitors, this temple complex surrounded by Sabab Mountains is like a historical film set in Hong Kong. Therefore, this is also the perfect destination for tourists who like to take pictures to check in. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần số 2 và tiếp theo mình cũng như các bạn sẽ cùng bước vào phần số 3 của video này nhé. Sau đây là phần từ vựng của video này. Từ số 1, chúng ta có danh từ suggestion có 6 nghĩa. Nghĩa số 1 là sự đề xuất hoặc sự đề nghị hoặc sự được đề nghị. Nghĩa số 2 là ý kiến được đề nghị hoặc ý kiến được đề xuất. Mình xin được nói lại, nghĩa này là ý kiến được đề nghị hoặc ý kiến được đề xuất. Nghĩa số 3 là sự khêu gợi hoặc sự gợi những ý nghĩ tà dâm. Mình xin được nói lại, nghĩa số 3 của từ này là sự khêu gợi hoặc sự gợi những ý nghĩ tà dâm. Nghĩa số 4 là sự gợi ý hoặc sự nói khéo. Nghĩa số 5 là sự ám thị hoặc ý ám thị trong triết học. Mình sẽ nói lại, nghĩa này là sự ám thị hoặc ý ám thị trong triết học. Và nghĩa số 6 là đôi chút hoặc một lượng nhỏ. Mình sẽ nói lại, nghĩa này là đôi chút hoặc một lượng nhỏ.
Từ số 2, chúng ta có danh từ gem có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là đá quý hoặc ngọc. Nghĩa số 2 là cái được đánh giá cao về vẻ đẹp hoặc cái được đánh giá cao về một phẩm chất đặc biệt nào đó. Mình xin nói lại nghĩa này là cái được đánh giá cao về vẻ đẹp hoặc cái được đánh giá cao về một phẩm chất đặc biệt nào đó. Và nghĩa số 3 là bánh bơ nhạt. Từ số 3, chúng ta có danh từ là retailer hoặc retailer. Danh từ này có nghĩa là người bán lẻ hoặc thương nhân bán lẻ. Mình sẽ nói lại nghĩa của từ này là người bán lẻ hoặc thương nhân bán lẻ. Từ số 4, chúng ta có danh từ là jade, có hai nghĩa. Nghĩa số 1 là ngọc bích và nghĩa số 2 là ngựa già và ốm. Từ số 5, chúng ta có danh từ là ruby, có 5 nghĩa. Nghĩa số 1 là hồng ngọc. Nghĩa số 2 là ruby hoặc ngọc đỏ trong khoáng chất. Nghĩa số 3 là màu ngọc đỏ. Mình xin nói lại nghĩa số 2 và số 3 của từ này là nghĩa số 2 là ruby hoặc ngọc đỏ trong khoáng chất. Nghĩa số 3 là màu ngọc đỏ. Nghĩa số 4 là mụn đỏ ở mũi hoặc mụn đỏ ở mặt. Và nghĩa số 5 là rượu vang đỏ. Từ số 6, ở đây thì chúng ta có hai cụm động từ là pile up và pile on. Mình xin đọc lại hai cụm từ này là to pile up và to pile on. Hai cụm động từ này cũng có nghĩa là chất đống hoặc chồng chất hoặc xếp thành chồng hoặc tích lũy. Mình xin nói lại nghĩa của hai cụm từ này là chất đống hoặc chồng chất hoặc xếp thành chồng hoặc tích lũy. Từ số 7, chúng ta có danh từ là porcelain, có nghĩa là sứ hoặc đồ sứ. Từ số 8, chúng ta có danh từ là counter, có 5 nghĩa. Nghĩa số 1 là quầy hàng hoặc quầy thu tiền. Nghĩa số 2 là ghi xe trong ngân hàng. Nghĩa số 3 là máy đếm. Nghĩa số 4 là thành ở đuôi tàu trong hàng hải. Và nghĩa số 5 là miếng đệm lót giày. Từ số 9, chúng ta có cụm danh từ là magnifying glass, có nghĩa là kính lúp. Từ số 10, chúng ta có động từ là greet, có 4 nghĩa. Nghĩa số 1 là chào hoặc chào hỏi hoặc đón chào. Nghĩa số 2 là chào mừng hoặc hoan hô. Nghĩa số 3 là bày ra trước mắt hoặc đập vào mắt hoặc đập vào tai hoặc vang đến tai hoặc vọng đến tai. Mình xin nói lại nghĩa này là bày ra trước mắt hoặc đập vào mắt hoặc đập vào tai hoặc vang đến tai hoặc vọng đến tai. Và nghĩa số 4 là khóc lóc hoặc than khóc. Từ số 11, chúng ta có danh từ là merchant, có hai nghĩa. Nghĩa số 1 là nhà buôn hoặc thương gia hoặc thương nhân. Và nghĩa số 2 là người say mê một lĩnh vực nào đó.
từ số 12, chúng ta có tính từ là wealthy, có nghĩa là giàu sang hoặc giàu có. Từ số 13, chúng ta có động từ là requisition hoặc requisition, có hai nghĩa. Nghĩa số 1 là trưng dụng hoặc trưng thu, và nghĩa số 2 là ra lệnh. Từ số 14, chúng ta có danh từ là mangosteen, có hai nghĩa. Nghĩa số 1 là cây măng cụt, và nghĩa số 2 là quả măng cụt. Vừa rồi trong phần 3 thì mình đọc từ này chưa chính xác lắm, và mình xin đọc lại từ này là mangosteen. Và đó mới là cách đọc chính xác của từ này nhé. Mình xin đọc lại chính xác từ này là mangosteen. Để mình đọc lại từ này lần nữa nhé, là mangosteen. Từ số 15, chúng ta có danh từ là rambutan hoặc rambutan, có hai nghĩa. Nghĩa số 1 là quả chôm chôm, và nghĩa số 2 là cây chôm chôm. Mình xin đọc lại hai nghĩa của từ này là: nghĩa số 1 là quả chôm chôm, và nghĩa số 2 là cây chôm chôm. Từ số 16, chúng ta có danh từ mine, có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là mỏ, nghĩa số 2 là nguồn hoặc kho, và nghĩa số 3 là mìn hoặc địa lôi hoặc thủy lôi. Mình xin được nói lại nghĩa số 1 và số 3 của từ này là: nghĩa số 1 là mỏ, và nghĩa số 2 là mìn hoặc địa lôi hoặc thủy lôi. Để mình đọc lại nghĩa số 3 một lần nữa nhé, là mìn hoặc địa lôi hoặc thủy lôi. Từ số 17, chúng ta có danh từ là stupor, có nghĩa là bảo tháp. Mình xin được nói lại là từ số 17, chúng ta có danh từ là stupor, có nghĩa là bảo tháp. Từ số 18, chúng ta có danh từ là rain, có hai nghĩa. Nghĩa số 1 là triều đại hoặc thời gian trị vì của một nhà vua. Nghĩa số 2 là vương quyền hoặc uy quyền hoặc thế lực hoặc ảnh hưởng hoặc sự chế ngự hoặc sự ngự trị. Vừa rồi trong phần 3 thì mình đọc từ này chưa chính xác lắm, và mình xin đọc lại chính xác từ này là rain. Từ số 19, ở đây thì chúng ta có hai cấu trúc là in memory of somebody và to the memory of somebody. Mình xin đọc lại hai cấu trúc này là in memory of somebody và to the memory of somebody. Cả hai cấu trúc này đều có nghĩa là để tưởng nhớ đến một người nào đó. Mình xin đọc lại nghĩa của chúng là để tưởng nhớ đến một người nào đó. Từ số 20, chúng ta có danh từ là reporter, có nghĩa là phóng viên. Từ số 21, chúng ta có động từ là imitate, có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là theo gương hoặc noi gương, nghĩa số 2 là bắt chước hoặc làm theo hoặc mô phỏng hoặc phỏng mẫu, và nghĩa số 3 là làm giả. Từ số 22, chúng ta có danh từ là carp hoặc carp, có nghĩa là cá chép hoặc cá chấm trong động vật học. Mình xin đọc lại từ này là carp hoặc carp. Để mình đọc lại từ này lần nữa nhé, là carp hoặc carp.
Từ số 23, chúng ta có động từ là nibble, có 4 nghĩa. Nghĩa số 1 là gặm hoặc nhấm hoặc nhấm. Nghĩa số 2 là rỉa. Nghĩa số 4 là nhấm nhằn hoặc ừ hữ hoặc ầm ừ. Và nghĩa số 4 là hay bắt bẻ hoặc hay lý sự vụn. Mình xin đọc lại lần lượt nghĩa số 2, 3 và 4 của từ này là: nghĩa số 2 là rỉa, nghĩa số 3 là nhấm nhằn hoặc ừ hữ hoặc ầm ừ, và nghĩa số 4 là hay bắt bẻ hoặc hay lý sự vụn. Và từ số 24 là danh từ complex có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là quần thể hoặc khu liên hợp. Mình xin được nói lại nghĩa này là quần thể hoặc khu liên hợp. Nghĩa số 2 là nỗi lo sợ ám ảnh. Và nghĩa số 3 là phức cảm hoặc mặc cảm. Phần từ vựng vừa rồi là phần cuối cùng của video hôm nay của chúng ta. Mình hy vọng rằng sau khi xem hết nội dung của video cũng như là của bài viết trong video này, thì bên cạnh việc các bạn biết thêm những kiến thức về các từ vựng Anh ngữ mới, thì sẽ biết thêm được về hai địa điểm nghỉ dưỡng rất đẹp và thú vị ở thị trấn Chanthaburi gần thủ đô Bangkok của Thái Lan này nhé. Và mình cũng rất mong rằng các bạn sẽ lấy những kiến thức này để làm hành trang để mà chúng ta, nếu như mà có dịp đến với hai địa điểm này, thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng tham quan hơn nha. Trước khi kết thúc video này thì mình cũng xin phép được gửi một lời tri ân chân thành đến các bạn và chúc các bạn luôn có nhiều sức khỏe, niềm vui, may mắn, hạnh phúc trong công việc cũng như trong cuộc sống nhé. Nếu như các bạn cảm thấy thích, ấn tượng và hứng thú với video này, thì các bạn vui lòng thích chia sẻ video và đăng ký kênh này để có thể theo dõi và ủng hộ những video tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.